cơ bản bây giờ. Đây đây cái thằng này đây rộng đạp đây. Bình bình thường mở lại áo. Cơ bản mình cắt nhiều mình cây sang bữa bút. Cái này mình chỉ hãm sơ cái đọt nó thôi. Mình lấy dấu lên cho làm cho xử lý cái đọt nó thôi. Đó đọt nó lên thẳng nhiều quá thì mình sẽ xử lý bớt thôi. Không cần thiết là mình phải làm triệt để giống như thằng bùm bút kia. Để cho cây nó thoáng thoáng ra là được. Tại vì cái thằng này nó đa số nó ra ở những cái cành tâm rất là nhỏ bé. Chứ không phải là ra. Được một tí là nó ra. Dạ. Mà nó ra là được. Nó sẽ ra những cành này nữa này nha. Nên mình sẽ không có bấm nhiều, chỉ bấm những cái đầu đọt cho nó thoáng bớt hơn. Cái thằng này nó đúng rất rồi, cái cây nó phải khoáng nó mới ra được bóng. Cái thằng này là thằng bơ nội địa của mình nên nó rất là dễ thích nghi hơn so với những cái thằng ngoại nhập. Đó, chẳng hạn giờ những cái cành đây là những cành yếu quá này. Bỏ thôi. Đó, những cành này nè. Yếu quá thì bỏ thôi. Còn những cành này nó vẫn còn ra trái được nè. Đúng rồi. Khi mình ăn xong á thì mình bấm bỏ đi. Không chiếc cây này nó còn ra trái đúng. Á. Thế nhưng mà mỡ yếu quá thôi mình cũng không cần thiết bỏ. Đó. Mình sẽ để những cành. Cái ngọn này cho nó phải cho. Ai cành này thì nó sẽ cành cân dinh dưỡng mình sẽ chiều. Trái nữa. Cầm đường. Ăn thử vào mồm cái rồi ra chắc cơm mới xịt được 5 ngày. Ăn thử một miếng không sao, cũng 5 ngày rồi. Thế nhưng mà nó cũng là cô chú thì kỹ lắm. Cô chú làm cái ăn trái nhưng mà nó vẫn là nông dân nhưng không có giống như mấy người kia. À thế à, thế rồi rồi. Đúng thời gian cách nhiều cô chú. Bao nhiêu tiền nhá? Bao nhiêu tiền đây? Rồi. Cái này nhớ mình phải phun thuốc sâu, cái này trái đẹp nhưng mà nó cũng bị nó chết hút nhiều lắm rồi đây này. Thuốc sâu thuốc thịt nó phải có thuốc nào thuốc còn tao vừa đi mua trên mạng nó đang đến nhà nó đào tạo mất 100,000 nó đang mang thuốc đây. Bí lắm mới bảo là nông dân khó để chính phủ nói chữ gì xa quá cho nên không có ai giúp mình được cho nên tao cứ mày hòa biết phải nói là cực làm nông dân cực thuốc men. Không biết trồng ở đâu. Cái này là mình chỉ bấm sơ đọt thôi nha chú. Bây giờ cái này đang phân hoa hoa này. Chứ còn mình không có thể bấm mạnh hơn được nữa. Nó đang phân hoa hoa. Sau khi con nói với chú sau khi nó đậu trái chẳng hạn như đậu trái như thế này nè. Thì có cây mình nó đã đậu trái đều như thế này á thì còn những cành còn lại trong này mà không còn trái nữa mà nó muốn kiệt sức để chết đi á thì mình bấm bỏ đó. Hàng như thế này mình sẽ bấm bỏ đi. Còn để nuôi trái. Cơ bản thì mình sẽ cũng bấm những cái đọt cho nó vương ra. Bấm đọt vân cũng mơ bút à. Dạ, cho nó thứ nhất là cái tán nó vương rộng ra thì ánh sáng nó được nhiều hơn, nhiều hơn thì nó dễ đậu trái mà cái năng suất nó cũng lại cao hơn. Thế còn cái cành này có phải cắt không cho? Nó hư cắt luôn rồi. Tại vì biết sao giờ con là bấm tổng thể chứ còn bấm tỉ mỉ từng ly từng tí cho một câu thì nếu mà bấm thì bấm luôn. Hỏi cháu như thế để cho con biết làm. Đó. Bấm là bấm tuyệt đối luôn. Rồi, ok nó sẽ vươn ra. Đó tại vì khu này tại vì như cái đây là bỏ được rồi này. Đây nó còn này. Đây là mình hãm cái đọt lại thôi nha chú. Rồi. Thứ nhất là nó ít đậu mà thứ hai đậu thì nó cũng hay bị nấm và xâm nhập á. Và cây mình nó hay bị rậm rợt á nên mình cũng không cần thiết phải để những cành thấp như vậy. Nên mình sẽ tỉa những cành như thế này. Mình sẽ tỉa cho nó phóng lên một xíu. Và những cái cành tâm mà nhỏ như vậy mà khả năng không ra hoa mình có thể bỏ đi.
như cái này với cái này thì nó giáp nhau dữ quá rồi, mà có trong này nó cũng khó mà đậu á. Cháu ơi, cái đấy là cái cây cam là cô không để ra dòng chính, cây bơ mới là chính. Bơ chính ha. Ừ, dạ thì cam cứ, thậm chí là để ta cưa cái cam đi. Dạ thì mình cứ để tự nhiên. Ừ, ờ, để. Mấy cành này là hồi chú là chú xử lý triệt để luôn. Ừ. Ờ, không cần phải xử trừ ra khúc này nên nó cũng không còn tác dụng nữa. Đó, những cái cành tâm này là mình bấm mình bỏ đi cho nó thông thoáng cái cây của mình ra. À, chú lưu ý này, những ở dưới này có cành rồi, cái cành này là cành mà nó đi song song với cái cành trên mà nó hơi bị yếu kém á, mình sẽ bỏ luôn. Rồi mình bỏ, thấy thao tác của cháu là thấy hợp lý á. Đó, những cái rồi, cành, rồi đúng. Những cái cành mà đi lên như thế này á, nó sẽ che khuất ánh sáng rất là nhiều nên mình sẽ cũng bỏ đi. Bây giờ cắt như thế nó có ra đọt không? À, cắt như này hả? Vẫn đi bình thường. Nếu mình xử lý thì nó sẽ không đi, nó sẽ phân hóa mầm ho được. Còn nếu mình không xử lý thì tất yếu nó sẽ đi đọt lại. Rồi. Cắt này xong rồi cháu bán thuốc cho cô chú xử lý ha. Dạ. Yeah. Cái lúc mình tạo tán á, thì mình phải làm nó mạnh tay hơn. Còn cái lúc này mình... Cái này. Cái nào chú? Đấy, cái này. Theo chú cái đấy là bỏ được chứ không? Không, nếu bỏ là đúng rồi. Tại vì cái này chú biết sao không? Nói cho chú là lúc trước là cái giai đoạn mà nó ra cái cơ đọt này á, mình không có xử lý thuốc thuốc sâu á, nên nó bị bụi xích chích, nên nó bị lỗi hết những cái cành này. Bán lại ra thì nó ra rất là đẹp. Đó, mình cũng bỏ luôn chứ không để. Mà cái thời gian này thì mình cũng không cần cắt triệt để. Thứ nhất gì mình để mình còn làm ho nữa, mình không có cắt triệt để làm gì. Còn cành thì những cành này thì không có tác dụng. Đó, nó đã tập trung đã nuôi hết bên này thì mình bỏ đi. Đó, mình bỏ đi. Cành này cũng vậy, chú thấy không? Nó đi ra song song mà nó đã nằm thấp ở dưới này. Nó cũng chả nó là cạnh tranh dinh dưỡng với cành này thôi, mình cũng không cần thiết phải để. Mình bỏ đi. Đó, thường thường là những cái đọt vươn lên như thế này là chiếm ánh sáng rất là nhiều nên mình sẽ bỏ đi. Đó, bỏ vừa, đó, ánh sáng nó sẽ vừa cân đối với cái cây của mình. Cái này á, thật ra mình phải làm sớm, cái cây này nó phải có cái quy trình của nó là phải từ sớm. Tháng mấy làm cháu? Nó thường thường làm cành nó sẽ nằm từ nổ cái tháng 10. Tháng 10 âm hay dương? Tháng 10 dương lịch á. Tháng 10 dương. Tháng 10 dương lịch, phải cuối tháng 10. Thì làm nó sẽ vừa kịp cái giai đoạn cành nó ra hơn. Còn lần này mình làm hơi trễ đó. Cuối tháng 10 dương lịch ha, thì bắt đầu từ cành. Thì tương tự như những cái cành bên cạnh hồi nãy con cắt á, những cành này nó sẽ rất là yếu kém và năng suất nó cho trái của mình không được bao nhiêu á, mình cũng không cần thiết phải để. Tại vì cái cây này nó thường sẽ ra ho và đậu trái đầu đọt, sau đó khi nó ra nhiều cơ đọt nó mới nằm ở trong lại. Không phải tất yếu cành nào nó không ra, cành nào là cũng ra nhưng mà không phải cành nào nó cũng đậu. Cái này do mình trồng nhiều loại cây quá nên nó hơi rợp. Đầu đấy là cắt đi. Dạ, cái đầu này mình cắt đi thì nó sẽ lòi cái đầu khác ra, nhưng không có chết đi, tại vì mình cắt cái này. Đó. Hồi trước là chú cắt cái này thì nó vươn ra hai cái đầu bên kia. Thì cây mình bây giờ bắt đầu con sẽ ở nhúng thấp thôi. Để mình sẽ tiến hành cắt cái bên trên. Thường cái cây mình nó mà đã bị rậm rạp á thì nó hay bị chết cành tâm á, nên cái cây mình ở phía trong nó còn rất là ít cành, giờ rất là ít cành, lẽ ra là mình lên xử lý sớm á thì cành nó sẽ được nhiều hơn, nên cành tâm của mình bây giờ nó mất đi rất là nhiều. Bây giờ ở trong thì giờ cành tâm là cành ra quả rất là nhiều, mà giờ ở trong này nó mất quá rồi. Thì ánh sáng bây giờ chú thấy không, nhìn sơ qua là ánh sáng ở trong thân mình không có. Dạ. Cái cành bớt lại đây là sau này là có quả tốt hay gì? Dạ. Tại vì mình phải chưa lại. Còn những cành này giờ con cây mình nó rộng ra. Thứ nhất là chú để ý nè, cành này nó lên nó đụng nó giáp tán với những cành này ra. Mình không cần không tiếc, chắc là không tiếc nha. Không tiếc, mình xử lý bỏ đi. Để cho cành khác nó lên lại. Cành này nó vươn ra. Thứ nhất. Đó. Thứ hai là ánh sáng nó đi vào trong thân được. Cành nó sẽ mập mập ra.
xử lý từ đầu thì cây mình nó sẽ đẹp hơn. Mà nó ấy nó những cây cây còn lại, cành còn lại đó là nó tốt hơn, nó mập hơn. Dạ. Mình cứ để mãi nó cứ nhước ra, ta bảo từ đầu. Đúng rồi. Ta nói từ đầu mà không có tiếc. Ta đã bảo dặn con là mà cứ cắt nhầm con hơn là để. Vậy là cô làm hay chú làm? Rồi con cho nó làm. Là cô chú lại không làm. Cái làm đầu đẹp lắm. Còn ta thì cắt thì bị phản đối ghê lắm. Ta cắt thì ta cắt cũng giống giống với cháu ấy. À. Dạ. Ừ. Chắc như vậy á, cành nó sẽ mập tạp hơn chú à. Ừ. Và nó sẽ không bị chết cành nhiều, mà cái cây của mình luôn luôn lúc nào nó cũng mập mạp hết. Nếu mà mình tiếc thì cây mình á, cành sẽ rất ơi là ốm yếu này. Mấy cái cành ra quả đấy đúng không? Dạ, vẫn cành ra quả nhưng mà rất ơi là ốm yếu. Không có năng đậu quá. Cái cành dưới nó bị mọt đi. Để ra là mình làm từ sớm thì nó sẽ đẹp hơn và đạt hơn nhiều. Cái gì đáng nhớ cây này đáng nhớ là phải cưa ý chú là cưa cụt hết đi. Chứ đúng rồi, đúng rồi. Đúng đúng. Nếu mà đại tu luôn. Đại tu luôn. Nó hỏng rồi mà cái cây này là chú gọi là hỏng, chú đã bảo từ trước rồi. Thuộc loại cây hỏng. Không không sao, chưa hỏng đâu chú. Còn sửa lại mà. Cái cành nó nhước mà. Những cành như cháu cắt được bọn cô lại cứ sợ nó ra quả không động đến. Tại vì có biết sao không? Nó nghĩa là nó ra quả, nhưng mà về bên ngoài nên giờ nó đã bị rợp. Nó kín quá rồi nó dập. Nó chết cành hết rồi. Nó chết cành trong này nữa. Lẽ ra là những cành đó con vừa cắt xong là những cành ra quả đó. Đúng rồi. Chú làm sớm là khỏe rồi. Giờ làm thì cái cây này đa phần là con tạo lại thôi chứ còn chấn được cái gì nữa rồi. Làm lại để mà tính cho sang năm thôi. Sang năm nữa. Chứ còn như cây này thì nó bị lỗi quá nhiều rồi. Quá lỗi, có cái đồ ăn được thì cái bị ngọn bị các cành mới nó chèn nhước hết rồi. Dạ, chèn lại chết rồi. Cái cành mới nó che nó hết rồi. Để tính ra là chú. Chú biết nhưng mà chú không biết. Chú làm trước chứ vừa nay là đâu, chú. Đâu ta làm nhà phản đối ta kia. À. Để đón cả một cái ông chủ vườn ta vui giống ở đây. Cái nơi sang nó còn che nó ui cắt thừa quá, cắt lãng phí để người to. Ta ta bỏ ra để là cái sau chẳng có gì. Không có gì. Mà nó ra được một đợt cái. Ta cho nói ta lý luận của chú hồi xưa chú bỏ ra đình ấy, một cây chỉ cần để ba cành mà thôi, có khi ngày sau được tại giữa hai tạ. Đúng rồi. Và để 10 cành chẳng được quả nào cả. Tôi nói thế nó dập chứ nào. Nó rợp quá rồi cái vườn này là, như vườn cây này là quá rợp rồi. Chú nhìn trong mát không có ánh sáng luôn mà cái cây của mình ánh sáng chưa vào được thì ánh sáng đồ nữa để mà nó phân hóa mồm hoa. Chú rồi. Làm xong là không có những cái vết bệnh đâu nha. Ừ. Những cái vết bệnh một lần này không có đâu, nó thoáng nó không vô núp được đâu. Nó giờ sáng không sáng rồi để cho cái này có quả 20 năm nữa. Nó dặm lại rất đòi. Chỉ cần để một thân là vừa. Cái này là do nó bị lỗi từ nhỏ mà chú. Ừ. Nên bây giờ mình mà sửa lại hoàn toàn á thì cũng phải tùy, ví dụ như chú muốn con sửa lại hoàn toàn cho chú thì con sẽ sửa. Còn cái này con cắt theo cái thời điểm mà thôi. Thời điểm để do nó, thứ nhất là nó có ánh sáng cho vườn cây của nhà mình. Thứ hai thì nó cũng sẽ có một cái hình dáng nó khác hơn. Tạo lại một hình dáng khác cho nó. Làm ra là còn hơi nhẹ. Đấy, mạnh nữa. Tí cô nhìn thấy cây nó khác hẳn à. Đó giờ ánh sáng là cô thấy nhìn nó hoàn toàn nó vô trong thân rồi á. Thế mình cứ để tất cả cái cây nào mà nó ra được bông á, ra được cái nụ kia là do nó thừa. À nó thừa. Ừ. Chứ còn nó ra nó dày này. Như cái cành mà cháu đang làm đấy có cắt riêng cái cành ở giữa thân đấy. Cành sau lưng cháu đấy, cành nó cần cắt không? Đây hả cô? Ừ. Cắt cũng được mà không cắt cũng được tại vì nó nằm ở giữa. Ừ. Và cái cành này do cái cành này con đã cắt rồi á. Ừ. Thì tất yếu cái cành này nó sẽ rất là thoáng. Ừ. Mình chừa nó là nó che, ví dụ mình nó ở nằm ở giữa. Ừ. Thì nó sẽ là tầng trên, sau này phát ra thì nó nằm ở phía trên nó không sao hết. Ừ. Còn nếu mà ở dưới thì mình nên cắt
thì chưa đâu, con mới cắt có một cành mà còn nhiều cành nữa mà. Đấy, ở tay cháu đó, đấy, sau lưng đấy. Rồi, tí nó cưa luôn cái này nè. Từ từ lớn con làm cho. Lớn rồi cho đi đứt luôn. À, sang năm là khỏe cay lắm, cá nhiều lắm. Rồi, cô chú nhớ nha, những cái chỗ mà cái vết cắt của con không? Nếu mà nó có nứt cành con lên á, mình lạc bỏ cho ai nè. Đó, nhớ chưa? Thôi cứ về tối xem lại thôi, sao đâu con nói rõ hôm nay được mà. Là mình lặt bỏ mấy cái cành đó đi, mình không có để. Rồi những cái cành mà mọc song song với nhau mà yếu kém quá thì mình cũng bỏ luôn. Nó về điện cho chú mà thấy tính ta dứt khoát không? Tao thấy chứ mà không nhận điện tao mắng liền. Gợi ý thế nào tao đáp ứng ngay sang cho chú. Thì con nói bọn con đi qua liền mà. Con cho cái thấy thái độ thế là tao thích rồi. Bọn con nói là bọn con đi liền mà. Đúng giờ không? Con hẹn 1 giờ, đúng 1 giờ, quá 6 phút rồi. Lẽ ra là cành tăm nó còn nhiều lắm nhưng mình để cứ đáng nhẽ là phải còn nguyên, còn nguyên đáng nhẽ cây này nó phải thu hàng mấy tạ ngày từ ngày xưa giờ được mấy tạ rồi mới đúng. Được, ô, vô từ vô từ cô làm xong sang năm này thoải mái, có thể là xong đợt này có thể làm luôn á, xong đợt này có thể nó già kịp và nó có ho luôn vì 034 là hai vụ. Không, đây là ý nó cũng nói rồi nhưng mà 034 những cây không ra á, có thể nó ra hai vụ kịp. Con bút ra có 1 vụ à? Không, chú thấy đây được 2 vụ. 2 vụ là do cái cây này nó không đều ra, không đều á, nó già nó khựng lại nó mới ra thôi. Nói thế là đúng. Không, nó phải chính nó có 1 vụ thì chú không có ra 2 vụ đâu. Trong 3 cái thân đấy, cái thân đó là theo chú là cưa. Cho đi một cái đi. Để cho cháu nó làm cái thân này sao sao. Sao cô? Không đủ khả năng đâu. Mình sẽ chừa, mình sẽ chừa lớp ngồi tại vì nó đã chết đi rồi, đây những cành này nó chết đi rồi. Không, rụt lá sinh lý là rụng theo cái giai đoạn mà đậu hoa trái. Hoa chuẩn bị nở nó mới rụng. Còn hoa chưa nở thì nó không có rụng. Đừng tiếc nha cô, cứ cưa thoải mái, không tiếc gì đó. Sang năm nó nứt lại còn rậm hơn nữa. Cứ thấy là cưa nhầm, tốt nhỏ. Thu nhỏ cho nó nhỏ lại. Đúng rồi, thu cho nó nhỏ lại, không cần thiết phải cho giáp tán nha chú. Giáp tán là thất bại cho nó. Đúng, đúng, đúng. Vườn này là mình sẽ thu lại, chập nữa xuống đất rồi con nói cho chú nó chi tiết nó rõ hơn. Sang năm là những cái cành mà cháu đang bớt lại nó vươn ra rồi thì... Mình sẽ bấm đầu đọt lại. Có tiếp không? Bấm cái đọt lại, để chập nó xuống đất con nói nha. Còn hướng dẫn cụ thể hơn, con nói cụ thể hơn. Cao quá trời, trời. Cao con thuốc mệt lắm. Mà gió rồi lay gấp hết chú à. Một thằng nó bảo là sửa bơ ra xong nó trông như là cái lơ múc được như thế này thôi hả? Sao cô? Nó sửa xong thì trông như bơ nó như là cái lơ múc được. Do mình tạo tán nó mới đẹp được cô à, chứ mình không tạo nó không đẹp bao nhiêu nó tùm lắm. Thì cô chú cái cây này, cây cà phê thì cô chú giỏi nhưng mà cây này thì nó mới không? Không, nó cũng sẽ tựa như cây cà phê. Khác chứ, cà phê cây này. Không. Cà phê nó sẽ tán. Xếp tán nhưng mà cái này nó cũng xếp tán do mình tạo, mình cũng sẽ tạo như vậy.
Do cái này cô biết sao không? Thứ nhất là mình làm nó muộn để cây lớn rồi mình mới tạo, nên cây của mình nó chưa có ra cái dáng vẻ tuyệt đối. Quá bằng cây ra chẳng có gì, bằng cây nhớt rồi cây bị vóng. Cái này ít bữa nữa là già cành lại liền. Bây giờ xa quá à, những con cầu lắm. Để cái nhà nó xuống kết đó. Lại đi. Đấy năm đầu là cô chú sửa từ đấy đấy. Tức là cái ngọn ra là cô chú đưa ra. Thế là có năm đầu rồi là cô chú không có nhà, là đâm ra thằng con nó đẻ này. Vâng, vậy là người ta cắt cái này đến nó nói thì chẳng cái gì. Gọi đúng. Thằng bán bơ sang thì nó lại bảo là cô cắt thế này khi nó ra đọt. Cô chú cắt như thế này á là đúng rồi á, không phải sai đâu, hoàn toàn đúng. Sau này khi đọt ra giờ ở dưới thấp thì con mới nói rõ hơn cho chị biết. Ví dụ như đọt mình nó ra đây nha chú, thì mình sẽ không đọt lại, đúng. Nó ra quá mình cứ không lại, không lại nó buộc nó sẽ tự động nứt những cái cành tây ra, tự động nó sẽ nứt những cái cành kia ra như thế này, đó. Khi mình không lại thì cành này tất cả cành này nó sẽ nứt ra những cái đọt như thế này. Và mình khống càng ở trong thì nó nứt ra càng nhiều và nứt từ trong thân nứt ra. Sau khi cái này nó lớn lên mình có thể cái kiểu mà dạng mình phục cây cà mình phục hó, chú hiểu không? Mình không có để lớn nữa. Mình không, nếu nó lớn quá mình không thể chăm sóc được, mình bắt đầu cắt thấp xuống, mình chừa những cái thân chính như thế này. Đi vô con chỉ ra. Mình sẽ chừa những cái thân chính là những cái cành này. Chừa những cành này nha, chừa những cành này. Chừa những cái cành này thôi. Đó, chừa những cành này. Rồi còn toàn bộ đây là mình cắt bỏ hết, đây là mình cắt bỏ hết, cắt bỏ hết, đó. Thế sau nó lại trù đoạt từ trong thân. Không đến nó lên nó tạo tán lại từ đầu. Rồi ấy. Bắt đầu xong là tất cả cái những chỗ từ trong này nó sẽ nứt cành lên, đó những cành này nó sẽ nứt lên, nó đi thẳng lên. Rồi bắt đầu mình sẽ lựa chọn khoảng cách, đó bao nhiêu cành là vừa. Rồi bắt đầu mình sẽ để cành nó lên lại từ đầu, đó sẽ là một cây sơ mà cây rất là đẹp. Mấy năm làm lại như thế vậy? Thì cái này khi mà mình cảm thấy khả năng không có thể mà phun thuốc được, chứ hại là cây nó sẽ cằn cỗi rồi á, mình sẽ bắt đầu cải tạo lại. Đúng ra mà nói như cây này là nên làm ngay, nên thu luôn, bỏ luôn. Không, như cơ bản như thế này là ok rồi chú. Tại vì cây này nó đang là còn tơ, cây này mới cái năm thứ tư rồi. Mới là năm cô giống 2016, năm nay sang năm thứ ba. Năm thứ tư mà cô chú biết sao, do mình ít cái làm cành. Nên cái cây của mình nó bị vương đọt đi ra rất là nhiều, nó sẽ, những cành tây trong này sẽ chết. Còn cái hiện tượng là bông ho là nó đa số nó như thế này nè cô à, được chưa? Bông ho là nó sẽ nằm ở những cái vị trí ngoài này. Thật ra là bông ho nó nằm vị trí ở những cành đây. Đây là vừa là ho vừa là nụ. Do mình xử lý không đúng quy cách nên nó thành cái đọt đó đi. Chứ thật ra nó với ho là một đọt, với ho nó nằm ở cùng một vị trí. Đó. Rồi tất cả những cái cành này nó đó, số lượng cành còn lại con nói với chú, nếu nó đã là ho nó đậu, nếu đậu được số lượng không ít cây này không dưới một tạ. Đây cô hỏi cháu, ví dụ đây cháu đang để hai cành này thì ví dụ như cái này là cái này có cần cắt không? Không, cái này cô biết sao, cái hiện tượng đọt này nó đã già đi rồi. Thì mình để lại để nó phân hóa làm ho. Rồi. Còn cái hiện tượng mà nếu mà nó đã đọt non như thế này á, là mình sẽ nên cắt, mình không có để cái thằng này. Lúc càng tơ chừng nào thì mình xử lý cái thằng này càng nhiều chừng đó. Bây giờ nó đã có tuổi nó sẽ đứng lại rồi. Khi ở lúc tơ là nên cắt đúng không? Dạ. Còn bây giờ già là giữ lại. Già là mình giữ lại. À, những cái đọt này tương tự nó chuẩn bị sẽ vươn lên thì mình sẽ bỏ này. Đó. Cái đọt này sao? Bỏ luôn. Đấy. Đó. Mình sẽ bỏ luôn. Thì con nói cơ bản chú chỉ cần một lớp cành như thế này không và nó đậu không biết bao nhiêu một trẻ rồi. Bây giờ là cháu không còn phải lớn như thế đó. Chú đã nói là cứ như cây ngoài kia của chú ở đâu rồi, chỉ cần mỗi cây hai cành như thế là